Về mà vợ phát hiện ra bị tây thì chết ấy. Nhìn đến nay mà bị vợ vả thì cũng mà chết à? Ôi giời, vẫn đen đòn đến tục đấy. Nhìn nhìn đẹp dai, cao to đẹp dai này làm sao mà vả. Trời ơi. Vợ tôi to cao hơn tôi nhiều. Yeah. Nó mà tung chân một phát thì thôi rồi. Ơi. Nó mà dạng hạ, nó mà dạng háng, nó đứng xuống tấn thì thôi, mình tốt nhất là mình chạy. Có phép một tội à? Đây là cái là ê, nói chuyện thì muốn đi giải là vợ đọc đấy nhầm thì con. Sợ lắm mẹ ơi. Các bà kinh á. Thế các bà trên anh kinh thôi, dưới này hiền lắm. Lại sợ chị, lại sợ. Phép một tội. À, nhìn anh chát siêu nhỉ. Cái anh có hai lần anh chát cái gì có cô đang bao nhiêu tuổi em á? Em á? Sáu mấy, tám mấy anh này, sáu mấy à? Em sáu mấy á? Sáu mấy thì chưa đến. Em cứ xưng hô cho nó dễ. Em chắc là ít tuổi hơn anh. Em bảy mấy thôi chứ đừng làm sáu mấy thì chết à? Sáu mấy, không phải bảy mấy. Nha. À, sinh năm bảy mấy. Sinh năm bảy mấy thôi. Ủa, bảy mấy. Em bảy thứ tư. À, thứ tư á. Ừ. Anh em được rồi. Vâng, thì em gọi anh mà. Ừ, đấy để xưng hô cho dễ. À. À, cái cát này nó nhỏ chắc nó dễ nhỉ đâu? Không, cát này là cát to đấy. Cát to à? Ừ. Nhưng cát to thì từ nó mới chát nhỉ? Cát này cát xây đấy, chát nước nốt này mà. À, xong tí nước ngoài là cát mỏng à? Đấy, nước ngoài làm lại nó kia kìa. À, đấy thì sơn nó mới sơn nó mới đẹp. Cát này chát hai lần, chát hai lần. Hai lần. Cái nhà thằng Bình ấy làm thế, bọn anh làm thế. Bình nhà nói làm thế nó mới đẹp anh ạ. Đấy, nó theo yêu cầu của gia chủ ấy. Nhưng mà cắt nhỏ không thì nó tưởng nó yếu, mà cắt to không thì nó thô xấu. Cắt hai lớp cắt này thì nhìn nó chỉ thô tường thế thôi, nhưng mà nó chắc hơn. Nó chắc hơn. Cái cắt kia lẫn phù sa nhiều lắm. Đúng rồi. Cắt nhỏ, cắt mịn nó lẫn phù sa nhiều lắm. Nó toàn đất nó mới nhỏ thế. Nó mục mà nó không thời gian được bao nhiêu đâu mà. Đúng rồi. Cái đấy thì cắt ngoài để chắc tường cho đẹp thôi, ừ. Đỡ thô thôi. Sơn vào nó để lấy tiền thì làm cái đấy cho nó bóng bẩy thôi. Đúng rồi, chứ không bằng cắt to này đâu. Cắt to này nó nhiều chỗ thôi, nhiều nhà ta thích bóng bẩy hơn, không thích chắc như nữa. À đúng rồi, nhưng nhiều nhà như thế là hơn vẫn không biết hiểu. Đấy là kiểu mình đi đâu rồi hắc mắm đấy. Đúng rồi, liệu đâu thì ấy đấy thôi. Mình thích kiểu gì chiều họ kiểu đấy. Đậu cơm với cắp mắm. Mà chiều cũng nhà nào có đàn ông nữa, chiều nhà đàn bà có chiều chứ. Khó chiều á, ai của anh thế? Đàn bà dễ không đi, làm gì mà khó. Ngày xưa em xây nhà có biết chó rồi đâu. Ông xã em ở nhà làm gì? Dạ. Ông xã em ở nhà làm gì nuôi đàn à? Ông xã anh em như ngố biết gì đâu. Ngày xưa em đi chợ suốt, em hai cháu. Và một đứa thì lấy chồng có cháu ngoại rồi, còn một đứa thì nó đi học xong thì năm nay 25 tuổi rồi nhưng mà chưa lấy chồng. Hai cháu gái cả. Vâng. Bố đứa trai trên nhà đấy. Bố đứa trai trên nhà. Nhà toàn gái không, nhà giàu lắm. Ồ. Anh để ý là toàn nhà giàu đó. Thế ở đâu chứ, ở chỗ em nghèo. Em lại chẳng có gì. Trên anh nhìn mỗi trường hợp toàn nhà toàn gái, giả rất giàu. Không có gì ấy, luôn. Đây nhà mình hai vịt giò nó không được tiền mà. Ờ à, đúng rồi. Nhà mình nhà hàng Quảng hai vịt giò. Trên đấy thì còn anh mấy một thành tuyến mình đầu. Thành tuyến quá giàu. Nào có đi chứ không nhà còn nhà.
Nhà em thì nhiều vịt dời lắm, nhà bà chị Toản này, anh ở trên Lào Cai 3 vịt dời. Nếu ở trong này ý, cả chú em toàn như là hai đứa con gái rất là nhiều tiền. Ở chỗ em cũng nhiều nhà hai đứa con gái giàu lắm. Không mà đâu. À, nhà mình lại không có gì, ông chồng ông ấy đần quá không biết gì. Ông bị sao tai biến hay làm sao? Ông ấy chơi bời chứ ông tai biến quá gì ông đấy. À chơi bời gì? Chơi bời xong là ông ấy chả biết tính toán gì. Làm bác sĩ à? Trêu anh tí cho nó hay. Nhà em chết 11, 12 năm rồi. Bây giờ em ở mình à? Không, em lấy chồng rồi. Chồng rồi chứ. Em lấy chồng 4 năm rồi. Phần thân cuối tội gì để ở mình có khổ đấy. Này em với cả là em hai đứa con gái. Đến nhất này cũng chẳng gì đâu nhưng mà thôi thì duyên nó đến thì lấy thôi. Thế đẻ phí của giờ chứ. Phí thì chả biết phí không nhưng mà mình không... Theo anh là phí của giờ. Mình không... lúc đầu cũng chẳng muốn lấy đâu. Đây, đâu đầy người đến làm mối cũng thích đọc. Thế tự tìm đến nhau thì thích thì lấy thôi. Riêng cái số nó bắt bồ với nhau thôi mà. À, đấy. Thế có tránh được giờ không lấy được. Cái lúc bảo không bao giờ thì thề không bao giờ lấy chồng đâu. Thế nhưng mà lúc nó đến rồi thì... Nghĩa là gặp đối thủ rồi khó tránh. Gặp đối thủ không muốn đúng không? Vâng. Hai. À, còn nhằm cửa nữa nhỉ? Ờ, còn nhằm cửa nó bắt buộc phải dọn nữa. Em là cô ruột thằng Bình đây. Cái ấy đâu? Biết rồi. Biết là cô ruột của mình rồi. Biết là em mấy tuổi hay là ít tuổi thôi. Cái đứa nó cũng như giống em này, nó ít tuổi hơn em. Nó 76. Biết rồi, có cái này
em lấy hôm sau được đứa nào chưa? Không, lấy hôm sau này em có đẻ đâu. Không đẻ nữa á? Đấy, còn em, anh còn chúng ta chứ gì? Nói chung là già rồi khó đẻ. Không đẻ được thì thôi ạ. Bốn mấy đẻ mà. À, các cháu còn chống gậy ơi. Ôi giời ơi, thôi kệ. Lấy chồng để làm. Nhưng mà nó có tuổi rồi thì nó cũng đẻ được thì thôi chứ anh, chứ làm nào bây giờ. Giá, ra rồi. Ra rồi. Khi nào vậy? Thế thì cũng mà, thế thì xuống sau tấm từ lâu rồi.